Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, các nhà ngoại giao nước ngoài gặp đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ và Canada tại Sài Gòn vào ngày 19 tháng 3 đến tại chùa Giác Hoa gặp một số đại diện Hội đồng Liên tôn. Nội dung cuộc gặp gỡ được cho biết là phía các vị đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam trình bày về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đại diện Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết họ ghi nhận ý kiến của các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam nhằm có đầy đủ dữ liệu cho cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Washington DC vào tháng 5 tới đây. Trong khi đó, đại diện lãnh sự quán Canada tại Sài Gòn cũng nhắc lại mối quan tâm của chính phủ Canada về tình hình nhân quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam và những ghi nhận qua cuộc gặp sẽ được đệ trình lên chính phủ Ottawa. Bạo lực sắc tộc tại Việt Nam trong tình hình giới hạn tự do tôn giáo. Thưa quý vị, 4 gia đình người sắc tộc Hờ Mông tại Việt Nam bị tấn công vì không chịu từ bỏ niềm tin Thiên Chúa giáo của họ. Tổ chức Nhân dân và các quốc gia không có được đại diện, gọi tắt là UNPO, vào ngày 19 tháng 3 loan tin vừa nêu dẫn nguồn từ World Watch Monitor. Và theo đó, vụ tấn công xảy ra vào ngày 1 tháng 3 khiến 4 người phải nhập viện để điều trị các vết thương trên đầu. Được biết, 4 gia đình người Hờ Mông có tổng cộng 24 thành viên được cho biết vừa cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Bản tin của UNPO cho biết có những báo cáo nói rõ chính quyền địa phương Việt Nam, nơi mà những tín đồ Thiên Chúa giáo Hờ Mông cư ngụ, thường yêu cầu họ phải bỏ đạo, nếu không sẽ bị buộc phải rời khỏi làng của họ. Tổ chức có tên Open Doors trong danh sách theo dõi vào năm 2018 xếp Việt Nam vào hạng 18 những quốc gia nơi mà tín hữu Thiên Chúa giáo phải đối diện với tình trạng bất hại nhất trên thế giới. Thưa quý vị, Hoa Kỳ tạm dừng cấp thị thực SR, I-5 và R-5 tại Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ tạm dừng việc cấp thị thực visa định cư theo diện đầu tư ER-5, bao gồm I-5 và R-5, và làm việc cho tôn giáo SR đối với công dân Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 năm 2018. Thông tin này được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo và được truyền thông trong nước loan đi vào ngày 20 tháng 3. Theo đó, những người đã có lịch phỏng vấn I-5, R-5 hoặc SR không được dời ngày phỏng vấn sau ngày 23 tháng 3. Theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, việc tạm dừng chương trình cấp thị thực này là không thời hạn và chỉ được hoạt động lại khi Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý duyệt tiếp chương trình. Visa định cư theo diện đầu tư ER-5 được nhiều người Việt Nam tham gia trong những năm vừa qua. Theo đó, chỉ cần đầu tư và tạo công ăn việc làm với 500.000 hoặc 1 triệu Mỹ Kim, tùy theo vùng kinh tế sẽ được cấp thị thực I-5 hoặc R-5. Chính phủ Việt Nam và Samsung đã đe dọa những nhà hoạt động và công nhân. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 3 đã ra tuyên bố bày tỏ những quan ngại về điều kiện làm việc của công nhân nữ ở các nhà máy của Samsung tại Việt Nam và việc mà các nhà hoạt động về quyền của người lao động bị sách nhiễu vì điều tra tình trạng làm việc ở Samsung. Các chuyên gia của UN đã yêu cầu Samsung phải làm rõ những cáo buộc, cho biết các công nhân của công ty này bị đe dọa, sẽ bị kiện nếu nói chuyện với người ngoài về tình trạng làm việc của họ sau khi báo cáo vào năm ngoái được công bố. Tuyên bố của UN cũng khẳng định việc đe dọa những nhà hoạt động về quyền của người lao động và của công nhân không chỉ vì vi phạm quyền tự do bày tỏ ý kiến, mà còn đóng góp vào việc giúp cho những người vi phạm quyền của người lao động không bị trừng phạt. Những vi phạm như vậy làm ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của chính phủ và các công ty liên quan đến các vấn đề nhân quyền theo nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền. Thưa quý vị, một người phụ nữ suýt chết vì suy gan sau khi sử dụng thuốc cảm quá liều. Bản tin Đời Sống cho hay một người phụ nữ cư ngụ tại tiểu bang Ohio đã may mắn thoát khỏi nanh vuốt tử thần sau khi lạm dụng thuốc được bán tự do ở các tiệm thuốc Tây để chữa các triệu chứng của bệnh cảm cúm. Việc sử dụng thuốc trong thời gian quá dài cho bà Stephanie Soriano bị suy gan và cần phải được thay gan. Cũng giống như bao người khác, người mẹ trẻ nêu trên đã tìm mọi cách để mau chóng lành bệnh. Bà đã tìm đến thuốc acetaminophen. Sau nhiều ngày sử dụng một cách vô tội vạ, sức khỏe của cô đã bị yếu đi. Tại bệnh viện, cô được chẩn đoán suy gan nhưng đã may mắn được một người hiến tặng một phần của lá gan. Nếu như sử dụng theo đúng liều lượng, thì thuốc acetaminophen không gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cơ quan kiểm soát thực phẩm FDA cho biết sử dụng acetaminophen quá liều trong thời gian dài sẽ làm tổn hại tới tế bào và chức năng của gan. Người thường không nên dùng quá 3.000mg thuốc acetaminophen vào mỗi ngày. Thưa quý vị, bản tin giải trí nối tiếp cho biết nữ diễn viên Cynthia Nixon đã tranh cử cho vị trí thống đốc của bang New York.
Diễn viên và nhà hoạt động tự do là Cynthia Nixon, một trong những ngôi sao của bộ phim truyền hình nổi tiếng Sex and the City, đã thông báo vào thứ Ba ngày 20 tháng 3 tại một cuộc vận động ở Brooklyn rằng cô sẽ chạy đua cho vị trí thống đốc bang New York, thách thức Andrew Cuomo là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Nixon năm nay 51 tuổi đã đăng lần đầu tiên trên Twitter vào thứ Hai ngày 19 tháng 3 rằng cô sẽ trở thành ứng cử viên thống đốc bang New York. Chiến dịch của Nixon đã tạo ra một cuộc chiến giữa một người nổi tiếng ở bên trái đảng Dân Chủ và một thống đốc, người thường được đề cập như một hy vọng cho vị trí tổng thống vào năm 2020. Nixon nói rằng bà là một người thay thế cho Cuomo, người thống đốc có trợ lý bị vướng phải vào những rắc rối pháp lý. Bà cũng lưu ý đến vai trò của nhà nước trong việc điều hành hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York. Nixon liên kết với thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, một đảng viên của Dân Chủ. Bill de Blasio và Cuomo đã đề cập về các vấn đề như là vận chuyển công cộng và nhà ở trong thành phố lớn nhất của quốc gia. Thưa quý vị, bản tin giải trí đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.